mưa lũ lịch sử nhấn chìm hàng loạt thành phố Mỹ, ít nhất 46 người chết. Mưa lũ do bão Idai khiến ít nhất 46 người thiệt mạng, cuốn trôi ô tô và nhấn chìm nhiều khu vực ở New York và New Jersey trong những ngày qua. Tôi rất buồn khi phải thông báo rằng tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 23 người New Jersey đã thiệt mạng vì cơn bão này, Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy nói với các phóng viên hôm 2 tháng 9. Trong số 46 người thiệt mạng, 16 trường hợp được ghi nhận ở bang New York, 13 người trong số đó ở thành phố New York và 3 người còn lại ở Westchester sau khi xe ô tô của họ bị nhấn chìm trong trận lũ quét. Ít nhất 8 người chết trong tầng hầm của những ngôi nhà ngập nước ở Queens, New York. Ngoài ra, các quan chức cũng xác nhận có 3 người thiệt mạng gần Philadelphia ở bang Pennsylvania. Thống đốc Phil Murphy cho biết phần lớn trường hợp thiệt mạng là những người bị mắc kẹt trong xe của họ và bị nước cuốn trôi. Hàng chục người đã thiệt mạng ở 6 bang Connecticut, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania và Virginia sau khi cơn bão chút lượng mưa lớn chưa từng có xuống một số khu vực. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã giải cứu nhiều người bị mắc kẹt trong nhà và trong ô tô của họ hôm mùng 2 tháng 9. Nhiều khu phố vẫn bị ngập nặng, đường biến thành sông do ảnh hưởng của bão Idai. Thống đốc New York và New Jersey đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở các bang này từ ngày mùng 1 tháng 9, kêu gọi người dân ở trong nhà khi các đội cứu hộ dọn dẹp đường phố và khôi phục dịch vụ tàu điện ngầm và đường sắt phục vụ hàng triệu người dân. Chỉ riêng tại thành phố New York, lực lượng cứu hỏa đã giải cứu hàng trăm người khỏi các phương tiện giao thông mắc kẹt trên đường ngập nước và hàng trăm người khác khỏi hệ thống tàu điện ngầm. Giới chức New York cho biết dịch vụ tàu điện ngầm ở thành phố này vẫn ở mức cực kỳ hạn chế và các dịch vụ đường sắt đi lại đến các vùng ngoại ô phần lớn đã bị dừng lại. Khoảng 370 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay Near Liberty của New Jersey. Khoảng 98.000 ngôi nhà ở Pennsylvania, 60.000 ngôi nhà ở New Jersey và 40.000 ngôi nhà ở New York rơi vào tình trạng mất điện. Metojiza Mihalo, người có tầng hầm của nhà hàng ở Manhattan ngập trong nước cho biết ông đã 50 tuổi và chưa bao giờ thấy mưa nhiều như vậy, giống như đang sống trong rừng. Giống như mưa nhiệt đới, không thể tin được, mọi thứ thật kỳ lạ trong năm nay, ông Mihalo nói. Thống đốc Murphy cho biết những cơn bão như Idai phản ánh thực trạng biến đổi khí hậu và cần phải giải quyết vấn đề này. Những cơn bão này đến thường xuyên hơn và cường độ mạnh hơn, vì vậy không thể né tránh nó, thống đốc Murphy nói. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng những thiệt hại do bão Idai cho thấy khủng hoảng khí hậu và những cơn bão cực đoan là một trong những thách thức lớn nhất hiện nay. Có thiệt hại rất lớn và tôi đã nói rõ với các thống đốc rằng đội ngũ của tôi tại FEMA, cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang đã có mặt và sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết, Tổng thống Joe Biden nói.